diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 34. Diễn viên Hải Đăng mất chiều 16 tháng 2 vì bị đuối nước khi Hải Anh được đưa về thành phố Hồ Chí Minh để làm tang lễ. Diễn viên Kim Hoàng bạn gái Hải Đăng cho biết bạn trai đến Nha Trang thăm cô, hai người đi bơi cùng cháu. Họ bơi gần bờ, gió biển không quá mạnh nhưng Hải Đăng và người cháu bất ngờ bị cuốn ra giữa biển. Kim Hoàng nói, tôi liền la hét cầu cứu người giúp đỡ. Một người ra giúp nhưng không thể kéo anh vào bờ. Lúc này, tôi liều mình tự ra đưa anh vào, anh đã không thở nữa. Cháu tôi mặc áo phao nên an toàn. Bạn gái cùng bố mẹ Hải Đăng đang đưa thi hài anh về một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đến nơi vào chiều 17 tháng 2. Kim Hoàng và Hải Đăng cùng là diễn viên, yêu nhau được 2 năm. 10 ngày trước, Hải Đăng cầu hôn Kim Hoàng, được bạn gái đồng ý. Trước khi anh mất, hai người đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ. Sự ra đi đột ngột của Hải Đăng khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc. Trước đó, anh vẫn chia sẻ hình ảnh làm việc, đón Tết cùng gia đình. Nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Trương Quỳnh Anh, Khả Như chia buồn, động viên bạn gái anh trên Facebook. Hải Đăng tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Hải Đăng, sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi làm diễn viên, anh từng là ca sĩ, thành viên nhóm nhạc Rainbow Boy. Anh từng tham gia nhiều phim như Thám tử tình yêu, Ra riêng anh cưới em, phiên khúc đoàn viên, Sắc đẹp dối trá. Tối ngày 16 tháng 2, giới nghệ sĩ Beast cũng như đông đảo khán giả vô cùng bất ngờ, bàng hoàng khi hay tin nam diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước, hưởng dương 35 tuổi. Theo bạn gái nam diễn viên, Hải Đăng qua đời lúc 17 giờ ngày 16 tháng 2. Hiện tại, thi hài nam diễn viên đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh để lo hậu sự. Trước đó, trên trang cá nhân Hải Đăng có chia sẻ dòng trạng thái tiết lộ việc mình cùng bạn gái chuẩn bị đi tắm biển. Bạn gái Hải Đăng nghẹn ngào tiết lộ cách đây 2 tháng nam diễn viên đã ngỏ lời cầu hôn cô sau 2 năm hai người hẹn hò. Trên trang cá nhân trước đó, Hải Đăng tiết lộ bản thân chuẩn bị đi tắm biển. Sinh năm 1986, Hải Đăng là cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow Boy. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Ra riêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, phiên khúc đoàn viên. Thời gian gần đây, Nguyễn Ánh Hải đang gây chú ý khi tham gia chương trình Một Chuyến Đi. Tại chương trình, anh đã cầu hôn bạn gái Kim Hoàng, cả hai chuẩn bị làm đám cưới. Cảm ơn bạn đã theo dõi bản tin.